không ai có thể từ chúng ta khi sinh ra, đã lớn lên và đã trưởng thành ngay, mà đều là nhờ và ơn đức của ông bà. Ở đây là một không sự gia tộc của mẫu viện này, cháu đi lầu chạy đâu sập phân nặng hạng cả. À, đi đâu hay cái cô chân hay hữu lan hữu lan và phong cảnh của dầu lờm hữu bình trình hữu bình trình đó đó. Các mộ bia đều là vũ sư trung tổ của tổ tiên, và mỗi một mộ bia được hình thành, giống như chúng ta hôm nay điện chỉ trước thấy những người sống luôn lúc nào cũng nghĩ về người thân của mình, nghĩ đến ông bà tổ tiên. Hòn vàng này, trong lịch sử của hàng ngàn năm trước, những người Chăm đã nhìn thấy những vị thần vàng đã thả cho vàng bay ở đây. Người ta tin rằng vùng đất này là nơi có những cái phát tích về linh khí rất là tốt để dành lại cho những hậu thế. Và lăng ông Ngô rất là nổi tiếng tại khu vực này. Đây là ông Ngô Lãng Sơn. Với những thế hệ trẻ của chúng ta, sự hiếu đạo đối với ông bà, đây là một cái phước lớn, bởi vì không ai có thể tự chúng ta khi sinh ra đã lớn lên và đã trưởng thành ngay, mà đều là nhờ ơn đức của ông bà. Khi ông bà chúng ta ra đi, nằm xuống thì không phải là hết ạ. Nếu như những gia tộc nào có những cái lòng thờ kính, tôi tin rằng các vị tiền nhân sẽ luôn phù hộ cho con cháu. Và đồng thời trong những cái ngày giỗ gia tộc, con cháu từ mọi nơi về đây thì họ sẽ có cơ duyên được gặp nhau và được kính nhớ lại tổ tiên, được nghe lại những cái nghi thức, những câu chuyện của ông bà ta từ khởi nghiệp, từ làm những cái công việc để nuôi con, dạy cháu và để cho được thành danh cho đến nay. Thì với những người Việt chúng ta, đây là một cái tấm gương. Có thể mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh, nhưng các bạn hãy nhớ rằng trong cuộc đời này, cái lớn nhất với văn hóa Việt đó chính là sự hiếu đạo. Và nếu không có sự hiếu đạo, kính nhớ tổ tiên, thì có lẽ chúng ta sẽ là những người không có gốc và sẽ không có thể nào có những cái phát triển trường tồn. Ở đây là một không phải gia tộc của mẫu viện này, thì đi lầu chạy đâu sập phân nặng hạng cả. Nó là một cái dòng trường tiểu đạo, cái này châu ngoài này thì toàn bộ là xây đi, cái ta đi linh mộ là, à, ở đây viện viện này đâu này, thì có thể thấy đâu, không phải mẫu viện thì ở cái đó là, à, sập phân cái trang nghiêm, cùng với hùng vĩ, cái, đều là đi đâu là, sông trường suối viện đi đâu đó, cái. À, 入去睇一睇啦。
参观下嚟，瞻仰下依啱啱起好嘅依座，起好依座墓院嘅个工程系何等嘅庄严，同埋佢有一种气势哦。喺今日依度十分嘅系依个山。这个宜地这里最庄潢的一座墓园了、啊、那我们去瞻仰一下啦。这么今天呢就开始诵经做紧法事了，这样呢就就是今天的落成典礼了、啊下个唔是个陵园啦，行上嚟嘅比较艰难啲嘅，不过上到嚟又好风凉水冷喎。然后呢个陵喺度，一知都揾到上嚟啦。好啦，我哋上去睇下。你又在这里、是啊，你好啊，你好、你都入嚟呢度，是啊，听讲系呢度唔是个陵园啊嘛，咁啊嚟睇下，我都系听讲啦，好大喎呢度，系啊，听讲话呢度都好多佢哋依祖先依陵墓喺度，我听话14个陵墓，系咁啊，哦，咁样佢主要咧就系、系咪呢一位咧？我想都是的、这个陵墓最大的。我们进去看。好啊。哦，这位就是在福建来的。显祖考吴恭为梁山陵墓。哦，他是福建省的漳州市邵安县的东门乡的人士来的。哦。那他在朱民国32年岁次癸末年7月。那他来到越南都应该是都有一段时间了、他这个建筑都挺特别的、是什么色呢？望他、应该是、
好似一種西藏一種啊佛教嘅物，中佛教嘅建築咁樣噶啦。照我睇佢嗰啲文化嘅啦，係啊，啲花紋啊，係咪？佢呢度唔同啊。咁同埋佢依掛依啲旗咧，就係、是、五彩旗，咁係咧就代表咧就係、是、幸福、啊，即係帶俾我哋快樂啊，快樂啊，同埋成王個、哦、個生意。是工作的順利咯、哦、我發覺好似每一座個陵墓入面嗰啲紋嗰啲花紋都唔同喎，好似係咪啊？係啊，咁啊一陣我哋去睇下啦嚇。OK，、嗯、我哋睇下呢度係吳公嘅，可以講係太外祖母係咪？哦，係喎、哦。太外祖母系显祖批圆精宝大师，咁呢位佢就系有出家系咪啊？系啊，咁样佢起呢个塔系好似都系西藏嗰啲个建筑咁样系咪？系啊。哦，咁呢个中间个字咧，你又知唔知啊？嗯啊，哦，个嗯字。咁啊，即係代表咧，就係一個幸福啊、快樂啊，同埋好運個意思啦。咁、而且咧，以我記載咧，冇一次我哋嚟到呢啲個儀式咧，係、就是、好似係一字念啊，一字行一圈咁啊。啊，係啊，佢哋揸住串珠，佢哋可以行係十八圈。一系啊，一百零八我哋试下行一圈好嘛？啊，好啊，啊，我哋行一圈。嗯，呢种就系佢密宗嗰种佛教嗰个塔嚟噶，啊，嗰个建筑物咁样咯。哦，读翻个题咯。啊，显祖毗圆精宝大师正室号月令。德远二人接毛牌，卒于1902成泰十四年岁次壬寅年吉月吉日，改葬于2020次数庚子年闰四月初十日初六日。好见到佢哋啲子孙对祖宗同埋祖先个敬奉十分个。尊重，所以咧都好十分個。過嚟呢度睇下呢幾座陵墓啦，佢好似係吳公啲親人咁樣啊，阿婆啊，一係阿媽啊，兄長咁樣啦，係咪啊？哦，啊，呢度就係有座地藏王菩薩啦，我哋拜一拜先。呢兩座陵墓咧就系吴公个妻子啦，咁呢位就系大妻啦。显祖毗，吴门何氏陵墓，福建省漳州诏安镇馆，卒于1946岁次甲木甲戌年啊，卒于1946岁次丙戌年六月十四日，改葬于2020岁次庚子年闰四月初七日，埋葬于广义二河金山。金石山埋葬于广义二河金石山，立碑于2009岁次己丑年二月二十日，孝释邓士润孙男吴志造继吴门各大房子孙各大房子孙同冯立。一位咧就系吴公个
đại thế tử là ở Trung Quốc. Cái mà thứ hai vị là ở đây vị là ở Hải Nam. Hiển Tổ Phỉ Ngũ Huân Lý Sĩ Mỗ chi Linh Mộ, Trung Quốc Hải Nam tỉnh. Cải trang ở 2020 岁次, Kim Tử Niên Nhuận 4 月初6日, Sinh ở 1906年岁次, Bỉnh 5年6月2日, Trú ở 1968岁次, Mậu Tân Niên 7月初8日, Mai trang ở Cảng Nhi Phu Sầu Hoàng Kim Động Sạch Sơn, Lập Bích ở 1968岁次, Mậu Tân Niên 11月21日, Khao Nam Quốc Cẩm Kỳ Ngũ Huân Quốc Đại Phòng Tử Xuân Cùng Phùng Lập. À, đây là hai tòa là Ngũ Công của Chi Tử. Lạ, chúng ta đi lên đi xem một xem mà. À, đây vị là Ngũ Lương Sơn Công của Tổ Mẫu. Lạ, Hoàng Chính Sào Nhất Hiển Tổ Phỉ Ngũ Ma Nguyễn Tự Thần Ngũ Nhân Tử Mẫu Trung Quốc của Phúc Kiến Tỉnh Giang Châu Tử Sào Nhất Trú ở 1902 Giang Thủy Niên Tuy Chi Nhâm Nhân Niên Châu Quý Cát Nhật Cải trang ở 2020 岁次庚子年闰四月初六日，孝南广顺孝顺内孙奉柳王歹玉替引川玉三王萧三王朝记五氏家族子孙奉奉立王清显祖妃吴焕继室号给潘氏二人之母，中国福建省卒于孙孙同远年1909。岁次1909岁次己酉年12月吉日，葬于广义省广行县行福社安子西村，改葬于2020岁次庚子年闰4月23日，吴氏家族子孙奉奉立。福建显祖考诏安吴公为量壁陵墓。中国福建省漳州市邵安县东门社，生于1893年岁次癸巳年，卒于民国36年1947岁次丁亥年3月11日，享阳寿55岁。坟墓葬于广义思义和和新平，改葬于2020岁次。庚子年闰四月十六日，李成元南国水国万并吴氏家族子孙同奉立。显祖考为英俊李公陵墓，中国福建邵安，生于1902岁次壬寅年三月吉日吉时，卒于岁次丙午年12月28日未时，享阳寿65岁，埋葬于广义富寿黄金洞。石山男母灿母光女玉康玉珍内孙伟大孙女黎明记五氏家族子孙同奉立。你睇下，每一个墓碑佢都有一个神童啊，有冇代表咩意义啊？啊，佢个神童，佢个神童咧就即系代表系。好的是无论在我们的祖先呢我们的神位呢我们的安装上去呢就带来吉祥的。哦吉祥。是啊。诶这样它这个东西又好像直螺这样的。诶你帮我看看。这里有三个字不同的字你看看。哦是啊。有什么会是这个孝字上头呢因为呢所讲呢就百行孝为先孝的就对于一个人很重要是一个人的基础来的。那我们有孝心就凡事呢就做什么都得。因为父母一是祖先将我们生了出来那么含生如父的就养大我们我们就以孝为报答他们的恩典所以就有个孝。所以个孝就低上面是的。最重要都是个孝。是的。哦、那么有孝心的做什么都。都乜嘢都會誒順利咁，而且咧就係特別有意思嘅。咁啊，第二咧個吳字咧，哦，吳字度咧即係俾我哋覺悟，俾我哋個人要有智慧，有智慧我哋先至做到好多啊好多嘢。咁啊，即係樣樣都係比較因為我哋
做人嘅凡事都係有錯有啱嘅，係啊係啦，都是我哋錯，我哋覺唔到嘅，係啦，提升我哋嘅智慧啊，所以咧就佢個唔都好有意思啦。啊，呢對就係佛眼啊啦，啊，你喺個佛眼下邊咧就有個疑字喎，啊，哦，咁呢個疑字咧，佢唔係疑氣個意思喎。啊，佢就係咧，就講俾我哋咧，就即係我哋要啊有報恩個心啊，同埋我哋咧就要識得去啊點樣嚟做一啲更多有意義個事嚟報答啊嗰啲先人啊，一係人哋幫助我哋個啊事啊個過程咁樣咯。哦，顯祖皮吳時行之靈墓，哦，中國福建省。漳州市兆安县东门社，生于1926年岁次丁卯年10月10日，卒于1995年岁次乙亥年正月17日，享阳寿69岁。哦，啊，佢咧就葬喺咧个广义省个宜富社迁。清安村富寿石山旗盘山脚，长男邓英，长孙邓光海，继吴氏家族子孙同冯立。哦，哦，咁啊，呢位就系吴公个大女啊。哦，系。显祖考为影德菩萨邓公之陵墓，广义省，生于1925年岁次丙寅年10月21日，卒于1995年。岁次乙亥年11月初9日，享阳寿70岁，埋葬于广义省宜富社清安村富寿石山旗盘山脚。长男邓英，长孙邓光海，继吴氏家族子孙同冯立。啊，就系你执翻啦。啊，哦，呢度系吴公个长男啦，头先系长女，系显考显祖考吴公国湖之陵墓，中国之福建省漳州市兆安县东门社，生于1928年岁次卯辰年，卒于1947年岁次丁亥年，坟墓葬在广义省。改葬于2020岁次庚子年闰4月初5日，吴氏家族子孙同冯立。显祖皮吴美信之陵墓，中国之福建省漳州市兆安县东门社，生于1934年岁次甲戌年，卒于1947年岁次乙亥年、丁亥年，卒于1947年岁。是丁亥年，坟墓葬在广义省，改葬于2020岁次庚子年闰4月初5日，吴氏家族子孙同冯立。啊，呢位就系啊吴公个次女啦。好啦，福建显祖考吴公国伦之陵墓，中国之福建省漳州市兆安县东门社。生于1944年岁次甲申年，卒于1977岁次丁字年9月初7日，享阳寿34岁。坟墓葬在广义省富寿清安村黄座山，改葬于2020岁次庚子年闰岁4月初5日。吴氏家族子孙同冯立。显祖皮吴氏贵之陵墓。中国之福建省漳州市兆安县东门社，卒于1943年岁次癸未年，卒于1976年岁次丙辰年11月22日，享阳寿34岁。坟墓葬于临潼省保禄市佛教坟地，改葬于2020岁次庚子年闰4月14日。吴氏家族子孙同冯立。哦，咁样去呢度依墓碑，依陵墓都系好多地方集中翻嚟噶。系啊，系啊。哦，呢度又
蓬萊啊，依度啊，啊廣義啊，各地陽城聖之陵墓啊，生於林同省啊，林同省保六市第一房第三區第十三組潘登樓61/3巷，卒於1989年歲次己巳年3月30日，享陽壽15歲。墳墓葬於臨潼省保六市佛教墳地，改葬於2020歲次庚子年闰4月14日。立碑人胡陽盛。地藏菩萨复受三尘显灵印，地灵印千古英才。这是一个吴氏家族的一个陵墓陵园。从这里我们看见的有各个墓碑都是吴氏宗族的祖先，而且每一个墓碑的形成，像我们今天眼前看见的都是很完整，可是经过的多少人翻译啊、雕刻啊、设计啊，都把这个陵园组成这样漂亮的，是很多人的心血。这些是经历六代以后，吴氏家族的祖先得到子孙的报效，建立起这个陵园。这位就是我们这边的主人公，是福建中国福建省人，是吴公梁山的陵园。在这里都是吴公的子孙都移到吴氏陵园里面。这两排的墓的石碑都是吴公的孩子从各地，整个广义省各地移葬来这里，而且每一个墓碑都是大家很用心，几乎是10多个人才能建立起一个墓碑。目前我们眼前一个墓碑就经过很多的时间跟人才跟人力，大家的心血共同建设起来。所以这是一个吴家子孙对祖先的一个行孝的贡献。在这座广义山，在这座广义省，这个地方叫做黄金岛石山，以前大家称它为王座，因为这是在越南的地方，它本身叫做洪阳，它讲中文就是大家叫做黄座山，现在称它为黄金岛石山，也就是吴家宗族的陵园。这个很漂亮的陵园是很在越南几乎可能是第一个我看到的，周边都是福建省，中国福建省来这里定居的福建后裔，是第一个我看见的，这个陵园做得这么雄伟，表示孩子子孙们的孝心。Thank you.
một nơi xa của vùng Tây Nguyên ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Vào dịp là hôm nay là lễ tạ thổ, rất là xúc động khi thấy được dòng hô ngô mình có một nơi trang nghiêm, các cụ, các ông bà và các dì, các cậu. Thì trong đây mẹ của con với một người em của con ở nơi xa đưa về đây để quy tụ trong lăng mộ họ Ngô này. Đây là cả một tâm huyết của những người cháu đã nghĩ đến ông bà, tổ tiên. Thật sự con rất là xúc động, không thể nghĩ được là ở một nơi linh thiêng như vậy, có một lăng mộ là cả dòng họ quy tụ hết về đây. Con cũng cảm ơn các cụ, các ông bà cũng đã dung rủi, đã cho các con, các cháu xây dựng lăng để là nơi thờ phượng của những người đã khuất, những người sống luôn lúc nào cũng nghĩ về người thân của mình. Con cũng rất cảm động.